vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và người bạn đồng hành của Ngọc Lan đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nha. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hello Ngọc Lan, chào em. Ngay bây giờ thì Ngọc Lan xin phép được chào đón khách mời đến phim trường của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào chị Tô Nha cùng các khán giả chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Em là Trương Thị Hồng Phượng, sinh năm 1993, em đến từ Gia Lai. Và mọi người hay gọi em là mẹ Phượng ba con, em có ba bé trai ạ. Công việc hiện tại của em đó là bán vé máy bay và livestream bán hàng online các cái món hàng ở Tây Nguyên ạ. Bạn đầu tiên của mình là bao nhiêu tuổi nè? Dạ, bạn đầu tiên là 8 tuổi. 8 tuổi là câu chuyện nó cách đây 9 năm. 9 năm. Bây giờ mình quay ngược trở lại về 9 năm về trước. Ngày đầu tiên mà mình biết tin mình mang thai nó diễn ra như thế nào? Dạ, ngày đầu tiên em biết tin mình mang thai là lúc trẻ kinh một tuần. Thì em chạy ra ngoài tiệm thuốc tây gần nhà, em mua hai que để em thử cho chắc ăn. Rung lắm chị, cầm cái que thử lên mà hai vạch mờ mờ là em đã thấy có điềm rồi đó. Em gọi thôi thử tiếp một que nữa cho chắc để báo tin cho nó khỏi bị hố đó đúng không? Bị hố. Dạ. Xong rồi đó em thấy hai que hai vạch là nó mờ mờ rồi, em mới gọi cho chồng em bảo là trời ơi anh ơi có bầu rồi. Anh bảo anh kế hoạch mà anh kế hoạch kiểu gì vậy? Xong chồng em bảo là kế hoạch nhưng mà kế hoạch không có đáng kể. Tụi em dùng biện pháp gì mà tụi em bảo là kế không hoạch đáng kể không hả? Đáng kể. Thì kế hoạch cho ra ngoài. Thì đó chồng em đó. Xong rồi em mới bảo là chứ bây giờ sao, em còn chưa đi làm nữa bởi vì em mới học xong kế toán, em lấy chồng luôn. Thì chồng em bảo là thôi bây giờ ở nhà dưỡng thai cái đã rồi mình tính tiếp. Trong cái thai kỳ của em nó cũng diễn ra êm xuôi lắm. Em ngán ít rồi em ăn uống thì cũng điều độ. Bởi vì lúc đó em nghỉ ngơi ở nhà thôi. Nhưng mà đùng một phát em lại sinh non 34 tuần. Có nghĩa là những cái lần đi thăm khám trước đó thì các cái chỉ số nó đều rất là ổn thỏa. Không có một cái vấn đề gì để bác sĩ phải cảnh báo mình. Tăng cân bình thường. Dạ, đúng sức khỏe em bình thường. Thế thì cái sự kiện mà nó liên quan đến cái việc sinh non là do cơ địa. Thế thì cái bữa mà 30 mấy tuần đó thì em có cái dấu hiệu gì ở trong người? Sáng đó là tầm 5 giờ sáng là em thấy cái bụng em là gồng cứng lên và em đau từng cơn. Khoảng 5 phút, 10 phút em đau một lần. Và 6 giờ là em thấy có cái máu. Máu mà em gọi cho mẹ em là nhà gần luôn. Mẹ em bảo là thôi máu báo sinh, nó đi vào bệnh viện đi con. Thăm khám như thế nào rồi còn nhập viện để mà dưỡng thai. Ở trong nhà không ai nghĩ là đi vào viện sẽ sinh sớm như vậy. Sau đó em vào viện thì bác sĩ siêu âm xong bác sĩ đẩy vào phòng chờ sanh luôn. Thường thường thì vào phòng chờ sanh thì mọi người đau rất là nhiều, đau khóc la, rồi đau từng cơn nhưng mà em đau cơn của em rất là nhẹ. Nó cứ gồng lên xong rồi lại hạ xuống cứ như vậy liên tục trong vòng nửa tiếng là em sinh. Rất là nhanh luôn. Mà em chưa cảm nhận được đau nhiều mà em đã sinh được rồi. Mà lúc đó sinh con em ra là 2kg 2 là 34 tuần. Mà trong quá trình sinh đó là em rất là sợ và hoang mang, nhưng mà bác sĩ đỡ sinh cho em là đối diện nhà, bác mới bảo là không sao hết, 34 tuần nuôi được, nuôi tốt. Bác bảo là khi nào mà rặn con ra thì mình bắt đầu mình rặn. Bác bảo là bặm môi lại rặn đi, giống như táo bón không có được thở hơi miệng. Rồi bác hướng dẫn cho em rất là tận tình. Nên là em thấy em sinh ra, em sinh con em ra thì em nhẹ nhõm. Ví dụ sinh ra mình giống như mình nhấc khỏi một cái tảng đá vậy, nó nhẹ bụng hẳn luôn. Mới sinh ra con em còn yếu chưa biết bú, mới chuyển mẹ con em lên bệnh viện tỉnh Gia Lai để mà cho con em vào phòng hồi sức sơ sinh. Từ lúc mà mình sanh con xong là mình có được ôm con liền không? Hay là mình bị tách ra với mẹ? Dạ được, sinh con ra là bác sĩ cũng đưa con đến cho em để ấp da kề da. Em cũng thấy sao mà mọi người bảo là sinh con thiêng liêng lắm, thương lắm, mà sao mặt con mình sao mà đen thui, gì nhăn nheo mà chút xíu như thế này, thấy thảm quá. Và lúc đó em cũng chưa cảm nhận được cái tình mẫu tử. Chuyển viện lên Gia Lai thì tách mẹ ra. Trong vòng 3 ngày là con nằm ở phòng hồi sức sơ sinh, còn em là nằm ở phòng điều trị. Thì 3 ngày rồi mới cho mẹ gần con và cho con bú, mới cảm nhận được cái tình thương giữa mẹ và con. Sau đó chuyển qua phòng điều trị nằm với mẹ là 7 ngày, là tổng 10 ngày mới được xuất viện. Thế thì khi xuất viện về nhà thì cái tình trạng sức khỏe của em bé như thế nào? Đầu tiên là cái tiến trình tăng cân của con trong tháng đầu tiên. Dạ, em bé sổ sữa nhanh lắm. Em là em ít sữa mẹ, tới tháng thứ 3 là em bắt đầu không đủ cho con bú nữa, là em dặm sữa ngoài. Cái việc mà lần đầu tiên mình làm mẹ nó rất là bỡ ngỡ. Thế thì em có gặp vấn đề gì trong cái câu chuyện ở cữ của mình và chăm con lần đầu tiên không? Dạ có, ban đầu xuất viện về là em bé nhà em là cũng nhỏ xíu thôi. Em bé hay khóc đêm và em bé bú ít, toàn là ngủ ngày cày đêm.
Dạ. Rồi bú sữa mẹ em không thể cho con bú trực tiếp được, bởi vì cái đầu ti của em bị thụt. Em bé không bú bú mẹ được mà em hút sữa ra. Cứ 3 tiếng là em dạy em hút sữa một lần. Nên là thời gian trong ở cữ lại hầu như là em không có được nghỉ ngơi. Em phải canh giờ cho con rồi. Nhưng mà cũng may là có bà ngoại đồng hành. Con thức thì bà ngoại bảo là ngủ đi để bà ngoại trông, bà ngoại chăm sóc, nên thành ra là em có bà ngoại hỗ trợ. Và cái quá trình mẹ bỉm sữa của em kéo dài chỉ có 6 tháng thôi là em tiếp tục em cắn bầu lần thứ hai. Đấy là một sự đột ngột hoang mang, hoảng loạn. Em chưa có kinh lại, nhưng mà em thấy con người mình nó khác, là giống như em ngủ một đêm tới sáng là em khát nước khô cả họng, da tự nhiên thấy nó sạm đi. Thì linh tính của em á, nghĩ chắc không có đâu, bởi vì lần này chồng em cũng vẫn kế hoạch đó. Theo kiểu cũ. Đúng rồi, vẫn kế hoạch theo kiểu cũ. Xong rồi em mới ra tạp hóa, em mua lần này em mua 3 que. Em mua 3 que về em thử thì nó cũng lên 2 vạch. Thì lúc đó là em hoang mang, em run lắm, em sợ lắm, bởi vì em khóc miết luôn. Em sợ em không có đủ kinh tế để em lo tiếp tục cho con, và em sợ bé đầu tiên sẽ làm ăn sớm thì rất là tội nghiệp. Khi mà em báo tin cho chồng em cũng run, chồng em cũng sợ. Chồng em bảo là đùa giỡn thôi chứ không tin là thật. Qua hôm sau là em bảo là thôi bây giờ anh chở em đi siêu âm xem như thế nào. Siêu âm là 6 tuần rồi mà chưa có tim thai, bác sĩ bảo là một phôi. Lúc đó là chồng em mới tin là em có bầu thật. Dạ. Xong bác sĩ hẹn em là tầm 3 tuần nữa lên siêu âm một lần nữa. Bác sĩ bảo ui, 2 phôi nha, 2 tim thai nha, chúc mừng gia đình. Hỏi mấy đứa rồi hả? Đứa 6 tháng. Bác sĩ kêu trời ơi. Xong bác sĩ mới kêu trời ơi, như vậy bác sĩ mới nói em là bây giờ là sinh đôi là rất là nguy hiểm. Mà em là đứa đầu, em sinh non 34 tuần nữa, nên là phải dưỡng thai nha. Phải dưỡng, không có đi làm nha, phải ở nhà dưỡng thai. Thì em lúc đó là em nghĩ, lúc đó em chưa ngán, em nghĩ là dưỡng thai thì cũng giống như đứa đầu thôi, là mình ăn uống điều độ rồi mình nghỉ ngơi này kia thôi. Nhưng mà không, em không có ăn được. Em ngán tới lúc sinh luôn. Dạ, em ngán ghê lắm, em chỉ uống nước, uống sữa, rồi em ăn trái cây, rồi em uống yến, rồi vậy đó. Ăn bao nhiêu là trào ra hết, nó mà trào ngược dạ dày trào ra hết, không có giữ được cái gì. Em vừa nuôi một bạn 6 tháng mà vừa phải mang hai bạn ở trong bụng, mà với một cái hành trình mà nó ngán kinh khủng như vậy, thì em sắp xếp và phân chia cái công việc làm mẹ như thế nào? Mẹ em là sẽ chăm sóc bé đầu tiên, còn em là sẽ nghỉ ngơi và dưỡng thai. Chồng em là người đi làm, có mẹ em hỗ trợ, chồng em hỗ trợ, và anh chị bên nhà chồng cũng hỗ trợ nữa. Dạ. Có gia đình ở bên cạnh đồng hành cùng em. May quá. Dạ. Bác sĩ cũng khuyến cáo em là sinh non đấy, là em đi chích chuẩn thành phổi. 25 em chích chuẩn thành phổi thì 27, tuần 27 thì em có dấu hiệu giống như bé đầu là cái bụng gò cứng lên. Và cái bụng thai đôi của em là rất là to, to vượt cái mặt em luôn, to lắm. Gò cứng lên và nó tụt xuống, thì lúc đó là mới chở cấp cứu đi ra ngoài ở thành phố, bệnh viện thành phố Pleiku để mà thăm khám. Và nhà em cũng chưa nghĩ em sinh, cũng đi vào phòng khám của bác sĩ đó. Bác sĩ cũng siêu âm, bác sĩ bảo là chuyển dạ rồi, đi vào bệnh viện gấp đi. 27 tuần. Dạ, lúc đó em không đi được nữa, mọi người đẩy xe lăn em đi luôn. Từ lúc mình đi khám thai và mình biết mình có hai phôi cho đến cái tuần thứ 27 đó thì gần như em không ăn được gì hết. Dạ. Thì cái sự trưởng thành của con ở trong bụng trong những lần mà mình đi khám, mình được thông báo như thế nào? Dạ, mẹ bị thiếu máu, con thì hơi nhẹ cân. Từ tháng thứ 5, tháng thứ 6 là em ăn được ít. Tuần 27 trở đi là em thấy em ổn ổn xíu rồi, nhưng mà lúc đó là em không có giữ con được lâu trong bụng hơn để mà bồi bổ cho con được. Vậy có nghĩa là hai bạn lần này sẽ chào đời vào cái thời điểm là vừa mới tròn tràn 7 tháng? Dạ, chưa được 7 tháng, bởi vì em chớm 27 tuần là 6 tháng 10 ngày thôi. Cái bối cảnh mình sinh hai bạn nhỏ như thế nào? Từ cái lúc siêu âm là bác sĩ bảo là thôi nhập viện đi, chuyển dạ rồi. Thì em không có đi được nữa luôn. Chồng em lúc đó là chồng em lái xe đưa em đi ra bệnh viện, nhưng mà chồng em không đi nổi, không lái nổi, nhờ người lái hộ để đưa vào bệnh viện. Thì em cũng không có được vào phòng chờ sinh đâu, em đẩy vô phòng sinh luôn. Trong vòng một tiếng sau là em sinh. Và em đau, em không có đau nhiều, em cảm giác em đau rất là nhẹ nhàng luôn. Đau giống như là nó gò từng cơn lên. Và lần này nó không có cái dấu hiệu máu báo sinh nữa. Là không có ngờ là em vào trong phòng chờ sinh á, thì bác sĩ hỏi bao nhiêu tuần. Em mới bảo là dạ 27 tuần. Bác sĩ kêu trời ơi, 27 tuần, 27 tuần làm sao mà nuôi. Thì lúc đó là em mới òa khóc. Lúc đó là em run, em sợ, em không đi nổi rồi. Mà bác sĩ nói là em mới òa khóc.
vào sinh là em khóc tới lúc em sinh luôn. Bác sĩ bảo là thôi thôi cứ sinh đi, bây giờ để đưa lên phòng hồi sức sơ sinh ngay. Thì bác sĩ hướng dẫn cho em là sinh, nhưng mà sinh mỗi bé là cách nhau 5 phút mà còn nguyên trong bọc ối luôn, sinh cả cái bọc ối ra luôn, và em sinh không có bị rách, bị rạch gì cả, sinh thường rất là nhanh. Vừa sinh ra là bác sĩ lau người, bác bỏ trong lòng là đi lên phòng hồi sức sơ sinh ngay. Mỗi bạn lúc đó là được bao nhiêu cân? Bé sinh đầu tiên đó là 1.1 kg, bé thứ hai là 1 kg. Lúc mà em đi sinh là em chưa kịp sắm cho con em một cái áo hay là một đôi tất nào cả, là chỉ kịp vơ đại cái đồ sinh cũ của anh hai, anh Bảo Nam đó, là đi theo thôi. Bé chỉ quấn vô trong cái áo rồi quấn vô trong cái chăn nên là không có nhìn thấy. Bác sĩ bé đi ngang qua nhưng mà em không có nhìn được là cái mặt con em như thế nào. Cảm giác khủng khiếp ha. Bây giờ nếu mà để mà ngồi lại nói chuyện với hai chị như thế này cùng các khán giả thì em đã bình tĩnh hơn và em chấp nhận được là hiện tại con em như thế nào, là em mới có thể ngồi đây em tâm sự được. Trước đây là em giấu nhẹm cả. Đó là em khóc dữ lắm, là lúc chuyển em vào cái phòng hồi sức á thì ai cũng có con bên cạnh nhưng mà em không có con. Con em thì ở trên phòng hồi sức, thì chồng em với lại chị chồng em là ở trên đó, còn em là ở phòng dưỡng sức sau sinh là có mẹ em. Đến mấy ngày sau thì em được gặp con. Cái ngày mà em được xuất viện đi về nhà là mới cho em vào thăm con em. 3 ngày sau thì mọi người mới cho em lên gặp con. Trong 3 ngày đó thì cái tin tức về con được chồng và chị chồng mang về cho mình như thế nào? Em nhờ là bảo là vào chụp giùm em hình con em, nhưng mà không có ai chịu chụp và nói là con khỏe, con bú ngon rồi, bú giỏi rồi. Sau đó 3 ngày là em mới đòi lên thăm con em. Thì em không có ngờ là trong cái hình hài của con em 1 kg là cỡ bằng cái cổ tay này thôi, mà dây nhợ là chằng chịt hết, và không có phải như mọi người nói là con bú được. Con em chưa biết bú và cũng chưa được truyền sữa luôn. Cái cảm giác mà lên mà bảo là chị đây là hai đứa con em không tin. Bởi vì từ khi sinh tới lúc mà em lên em gặp con em là em không có biết là đến cái mức độ con em nó nhỏ đến vậy. Bởi vì em chưa tưởng tượng ra là 1 kg mà nó nhỏ như thế nào. Để mà nhìn thấy con em xong là em quỵ luôn tại đó luôn. Mà bác sĩ bảo là thôi, trong phòng này là không có cho vô thăm nhiều, là em về nhà là em dưỡng ở nhà, còn con em vẫn ở viện, phải nằm viện ở đó là 1 tuần, ở Gia Lai 1 tuần, sau đó mới đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 để điều trị. Ai là người đi cùng với con vào trong này? Chồng em, mẹ em và chị dâu em là đi cùng với hai đứa con em, có kèm lúc đó là có bác sĩ và y tá đi kèm nữa. Chuyển xe cấp cứu vào đây thì em vẫn ở nhà để mà em dưỡng, nhưng mà thật sự mọi người bảo là ở nhà dưỡng chứ lòng em như lửa đốt, và em không có một ngày nào mà em bình tĩnh, và em ấy em khóc miết, và em cũng phải lo cho Bảo Nam, cô lớn nhà em lúc đó là 13 tháng. Thì mẹ em mới vào đây trong vòng nửa tháng là em không chịu nổi nữa và em đòi mẹ em về để em cho em vào. Thì trong cái hoàn cảnh mà vào trong Bệnh viện Nhi Đồng 1 là em không thể tưởng tượng ra được là con em nằm ở trong Nhi Đồng 1 là có thể nào mà nó thảm đến mức đó. Bởi vì khi mà đưa từ Gia Lai vào Nhi Đồng 1 là mọi người giấu nhẹm là ở trong này là con bị bệnh gì, mọi người giấu nhẹm hết. Mọi người bảo là ổn rồi, khỏe rồi, nhưng mà mọi người không nghĩ em là nửa tháng là em khóc quá, em đòi vô. Thì em vô thì cứ mỗi ca giao ban thì bác sĩ lại nói về bệnh tình của con em, nào là xuất huyết não, viêm màng não, nhiễm trùng máu, gan ứ mật, nặng nhất là bong võng mạc sinh non, là hay còn gọi là bệnh ROP. Là lúc đó là em mới biết hoàn toàn về cái tin tức và bệnh tình của con em là có những cái căn bệnh như vậy, và trước đó là em chưa bao giờ em nghe được. Và mọi người bảo là con ổn rồi, con bú rồi, mọi người để trấn an cho em để em không suy nghĩ, và em mới sinh là sợ em bị sản hậu. Thì em nghe là em quỵ luôn, trở nên là một con người khác hẳn, không có còn mà nói chuyện được với nhiều người, và em rơi vào cái trạng thái là muốn ôm con đi, muốn giải thoát. Nhưng đến bao lâu thì em mới lấy lại được tinh thần để cùng với bác sĩ có một cái pháp đồ điều trị cùng con, đồng hành cùng con? Lúc đó là em giống như là người trên mây, nếu mà để mà ổn chắc phải tầm 2 năm, nhưng mà để đồng hành cùng em trong cái suốt cái quá trình mà bất ổn đó là chồng em với mẹ em, kèm theo là có chị dâu em nữa.
là mọi người hầu như là mọi người đều hỗ trợ cho em, gia đình đều hỗ trợ. Nếu mà lúc đó là không có gia đình hỗ trợ thì chắc cũng không có em ngày hôm nay. Rồi cái quá trình con nằm ở trong bệnh viện nó như thế nào? 2 tháng rưỡi con em mới được ra khỏi phòng lồng kính và phòng hồi sức sơ sinh và được đưa lên phòng điều trị để tập bú và tập cai thở oxy. Bác sĩ bảo là cứ rút cái oxy ra xem môi con mà tím tái là phải đập cho con tỉnh chứ không là con ngủ quên rồi con đi luôn. Thì em rất là sợ, thức ngày thức đêm cứ canh con, cứ cai oxy rồi cứ nhìn cái sắc mặt, sắc miệng của môi con mà tím là bắt đầu là đập lại. Nhưng mà em rất là hoảng, em sợ lắm, em run lắm. Chồng em một đứa là cứ cai miết như vậy. Xong rồi em mới nói bác sĩ ơi, hay là bác sĩ cho con thở oxy đi, chứ như thế này chắc con đau tim chết mất. Sợ, cứ mỗi lần con em tím tái là bắt đầu đập chân, đập cái bàn chân để cho con em tỉnh dậy, khóc e là bắt đầu thở trở lại. Xong rồi bác sĩ kêu nếu mà không cai là em bé sẽ không có cai được cái máy oxy. Thì cái thời gian tập thở xong là sau chuyển sang tập bú, là lấy cái nấm tia giả là nhớ vào miệng con để cho con cảm nhận được là có cái gì vào miệng để con muốn phản xạ là múc và nuốt. Và mắt con em là vẫn theo dõi hàng tuần, nhưng mà con em lúc đó là đã bong võng mạc ở giai đoạn 4 rồi. Chỉ còn chờ là khỏe mạnh để mà đi mổ mắt thôi. Gần 4 tháng là con em mới bắt đầu xuất viện. Xuất viện là lúc đó là được 2 kg. Con em nó vào cái ca mổ mắt đầu tiên và 4 tháng. Hai bạn. Dạ đúng rồi, hai bạn bị giống nhau luôn. Mà mắt con em là bị bong võng mạc sinh non, hay còn gọi bệnh drop, khá là xa lạ với mọi người. Để mà chữa được cái căn bệnh bong võng mạc sinh non như thế này thì cần phải can thiệp rất là sớm. Và con em thì lúc chuyển viện từ hồi từ Gia Lai vào, sau đó một tuần thì khá là trễ rồi, trễ cái giờ vàng để mà tiêm mắt rồi. Nhưng mà khi xuất viện ra thì cầu cứu mọi nơi, bệnh viện mắt trung ương rồi bệnh viện mắt Hồ Chí Minh, thì không mổ được cái ca mắt của con em mà mọi người giới thiệu đi Singapore. Chi phí bác sĩ dự đoán là 800 triệu một bé. Thì lúc đó là không có đi được bởi vì thời gian quá là gấp và gia đình em lúc đó hoảng loạn ở Gia Lai, vào đây không biết nơi nào để bấu víu vào để xin hỗ trợ, thì mới được bác sĩ giới thiệu là bác sĩ Ridi, người Hà Lan, là đủ chuyên môn để mà mổ mắt cho con em, phối hợp với bệnh viện FV. Và cái phác đồ điều trị của bác thì cũng giống như bên Singapore. Thì nên nhà em chọn là mổ ở bệnh mổ nhà, dạ mổ tại ekip bệnh viện FV. Sau đó nhà em xuất viện là chuyển phòng trọ ở Gò Vấp, là ở trong đó vòng ở đó để điều trị mắt cho con em là cứ một tuần rồi 10 ngày là dẫn đi tái khám. Sau đó là bác sĩ bảo là bây giờ là chỉ cứu được một mắt của bé thôi, chỉ theo dõi được một mắt, mỗi đứa bé một mắt là hư rồi. Lúc mà đón nhận được cái tin mà chỉ có một mỗi bé được mổ một mắt thôi thì em đã rất là suy sụp, em rất là đau lòng rồi. Thôi bây giờ tìm cách cứu con thôi. Mà lúc cái tiền mà để mà mổ mắt như vậy á là khá là nhiều, thì gia đình hai bên hỗ trợ rồi cho mượn cho vay, không có phải là lấy lãi nhưng mà kiểu là giúp đỡ để mà mổ mắt kịp thời cho con em. Sau đó cứ ở trong Sài Gòn, xong rồi đi xin sữa mẹ để lo cho con, nuôi con, tới thăm khám tới 8 tháng là bác sĩ bảo là bây giờ phải mổ ép giác mạc một lần nữa. Thì lại ca mổ mắt tiếp theo, thì lúc đó là nhờ mạnh thường quân của FV và đài VOH, đài tiếng nói Hồ Chí Minh, là hỗ trợ được mỗi bé 50% để mổ. Cứ theo dõi mắt miết tới lúc 12 tháng là mới bắt đầu về Gia Lai trở lại. Hai vợ chồng ở trong này là chồng không đi làm, kinh tế thì cũng cạn kiệt rồi, và về để chồng đi làm. Lúc đó lúc về là cũng tiếc, bởi vì ở trong này là các mẹ sữa, cho sữa mẹ cho con uống. Con em lúc đó bị viêm ruột, không có uống được sữa công thức. Công việc trước đó của chồng là gì? Dạ, chồng em tài xế. Thì bắt đầu về Gia Lai thì cứ hàng tháng là phải vào Hồ Chí Minh thăm khám một lần. Cứ kéo dài như vậy đến 5 năm. Đến 5 năm bác sĩ rất là buồn. Bởi vì cái lúc mà khám là em cả thấy có điểm không tốt rồi, bác sĩ sao mà mấy hồi bác sĩ banh mắt con em ra khám á, là bác sĩ rất là tập trung này kia, nhưng mà giờ bác sĩ cứ buồn và bác sĩ cứ thở dài là em run rồi. Nhưng mà khi khám xong bác sĩ kêu vào phòng, bác sĩ đi người Hà Lan có phiên dịch, bác sĩ kêu vào phòng kêu là xin lỗi gia đình, bởi vì tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà không có thể cứu được mắt của hai bé. Nhưng mà mong gia đình hiểu và gia đình đừng đau khổ quá, bởi vì bây giờ có những bé không thấy nhưng mà bé rất là thông minh. Bác sĩ an ủi động viên như vậy.
Khi mà em nghe cái tin đó, đầu óc em nói chung em không có suy nghĩ được gì. Bầu trời giống như là tối đen, giống như là con em, mọi người bác sĩ thông báo là con em không có thấy đường vậy. Sụp đổ. Ngoài vấn đề về mắt của hai em bé thì các cái năng lực của con còn lại nó như thế nào? Con em là bị bại não. Bác sĩ bảo là lúc mà cả hai bé. Dạ đúng rồi. Bại não, nhưng mà em không nghĩ là bại não đến cái mức độ mà kinh khủng như vậy. Em cứ nghĩ con em chậm phát triển, ví dụ thiểu năng trí tuệ này kia. Dù sinh non là sẽ chậm đấy, nhưng mà con không ngồi được và nói chuyện, con không có hóng hớp, con chỉ nằm thôi, nằm cứ ngước nhìn thôi. Và lúc 1 tuổi là kiểu biết lật úp này kia thôi, nghiêng này kia thôi. Thì lúc đó em mới bắt đầu cuộc hành trình đi chữa trị thần kinh cho con em. Chữa trị thần kinh cho hai bé Khôi Nguyên nhà em là lúc 1 tuổi và bây giờ kéo dài đến 7 năm thì vẫn còn. Và hiện tại con em biết đi là 5-6 tuổi rồi. Yeah. Và con em không có nhận thức được là ăn, tự ăn, hay là không có nhận thức được là ba hay mẹ, hay không có nói được. Nhưng mà mới đây em rất là mừng, em cũng hay cũng chia sẻ trên kênh cá nhân của em là con em biết phản xạ ôm lại. Những điều hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng mà con em biết phản xạ ôm lại là rất là lòng mẹ hạnh phúc. 7-8 năm như vậy á, có những lúc em thấy em thực sự kiệt quệ và em muốn dừng lại không? Có chị, cũng đã 2 lần là em muốn ôm con giải thoát. Thì ở trên phòng khoa sơ sinh thì có tầng 5. Thì em lúc đó là con em vừa ra với em, vừa ra khỏi phòng điều trị á, để ôm con, ấp con và giữ con. Em thấy sao mà khổ quá, con sao mà tội nghiệp quá, đáng thương quá. Em không có chấp nhận được sự thật là con, hai đứa con em như vậy. Em toàn trách móc bản thân là vì em sinh non nên con em nó mới bệnh. Em suy nghĩ là em phải lên, em phải làm cái gì đó. Em nghĩ cái trong đầu em là chồng em không hề biết. Mà lúc đó kiểu chồng em và mọi người cũng biết được là em đang có vấn đề rồi. Thì cứ giữ, không bao giờ để cho em ngồi với hai đứa cả. Em đi đâu làm gì là cũng có người đi theo. Kế hoạch của em là lúc đó là không có thành công rồi. Thì em vẫn chăm sóc cho con bình thường. Và em sống khép kín, em tự ti khép kín và em không nói chuyện với ai cả, không liên lạc với bất kỳ ai. Và em chỉ cứ muốn ngồi đó là đến giờ canh con, cho sữa uống rồi chơi, rồi ngắm con thôi. Mà mỗi lần nhìn con là nước mắt cứ chảy miết vậy đó. Chuyển trọ về Gò Vấp ở trọ Gò Vấp. Thì con em khóc quấy ngày quấy đêm, cả khóc cả ban ngày cả ban đêm. Khóc miết, khóc miết. Không bao giờ mà ban đêm mà ngủ cả mà. Rồi bắt đầu là em cảm giác là stress căng thẳng kinh khủng khiếp. Là em nghĩ đến cái việc mà bế con đi ra cầu Sài Gòn. Lần này là hai đứa, không thể bế được một lần hai đứa. Nên là suy nghĩ mọi cách nhưng mà không có được. May lúc đó là cũng nhờ gia đình, nội ngoại hai bên hỗ trợ kinh tế, rồi động viên tinh thần. Nên là em mới vượt qua được cái cú sốc, và chồng em nữa, mới vượt qua được cái giai đoạn khó khăn ở trong Hồ Chí Minh, là giai đoạn khó khăn nhất của em. Bắt đầu con em lớn dần lên và cảm giác giống như là biết hóng chuyện. 12 tháng là biết hóng chuyện. Thì nó dần dần lên là em cảm giác nó thương. Thương lắm. Em cảm giác giống như là sao mà thương quá, thôi không nỡ. Không nỡ làm. Bởi vì con đâu có muốn là con sinh ra đâu. Và con đâu có sự lựa chọn đâu. Em cũng không còn cái đường nào em lui nữa. Em chỉ còn cách là em chăm sóc con để chu đáo, để cho con khỏi bất hạnh. Lúc đó là em chưa thể kể câu chuyện của em ra cho bất kỳ ai, và bạn bè em không ai biết cả. Em chỉ chia sẻ câu chuyện của em bắt đầu từ khi nào? Tại vì chị có coi clip của em. Dạ, bắt đầu từ con em 7 tuổi. Là tình cờ em xem được một cái clip hai ông bà cụ đã hơn 70 tuổi rồi mà vẫn nhặt ve chai để chăm cho hai con bị bệnh đau. Thì lúc đó em mới giống như là bừng tỉnh và em cảm giác như là mình chấp nhận được. Còn chồng em thì sao? Ảnh buộc phải vững chãi ở đó từ đầu cho đến cuối. Nhưng ở một cái góc nhìn khác thì em hiểu chồng mình như thế nào? Chồng em bề ngoài tỏ vẻ ổn nhưng mà bên trong thì không ổn. Mỗi khi mà con em đau bệnh, bởi vì sinh non là bé bị về phổi, con em bệnh là chồng em run, không có thể nào mà lái xe để chở đi bệnh viện được. Và chồng em run lắm, sợ lắm, kiểu là không có ổn định về tâm lý. Và chỉ còn cách là chồng em bảo là thôi bây giờ là em ở nhà chăm sóc con, anh sẽ là người đi làm. Em là em chăm sóc, là bỉm sữa cho con, nhưng mà nhà cửa dọn dẹp, rồi chén lau nhà, giặt đồ là chồng em làm. Chị phải gửi một cái lời cảm ơn rất là nhiều
đến em. Cảm ơn vì sự nghị lực của em. Đây là câu chuyện mà em truyền cái nghị lực, truyền cái tinh thần và là một cái động lực cho những hoàn cảnh khác. Dạ. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn chị Ngọc Lan, cảm ơn chị Tô Nhi A đã có một cái buổi nói chuyện hôm nay. Thì em thấy mình được trải lòng, mở lòng, chia sẻ và thấy là nhẹ lòng hơn. Bởi vì những cái điều em ấp ủ, những cái điều trăn trở của em thì em có thể thoải mái em nói. Sau một thời gian dài ba mẹ không có ở gần con để lo cho hai em, và sau đó mình quay trở về, thì lúc đó anh hai mới biết là mình có hai đứa em. Thì cái đón nhận của anh hai về hai đứa em nó như thế nào? Lúc 18 tháng là chị chồng em đã dẫn con em về nuôi. Chị chồng em dẫn Bảo Nam về nuôi để cho em có, em với chồng em có thể lo cho hai bé. Em ở nhà chăm sóc hai bé, còn chồng em đi làm. Anh rất là vô tư, anh về anh thấy em, anh cười kêu chỉ và bảo là em bú kìa, cho sữa em bú rồi vậy đó. Rồi cũng đưa võng cho em, cũng ru hát ru cho em. Bảo Nam nhà em bây giờ là bạn trách mất. Bây giờ biết rồi, bây giờ 7-8 tuổi là biết rồi. Kêu mẹ không thương con, mẹ không nuôi con, mẹ chỉ lo cho em thôi. Lúc em đi bệnh viện sao mẹ không cho con đi theo, con nằm ở dưới đít giường cũng được chứ. Mẹ bỏ con, mẹ để mẹ không có ở nhà với con. Trách móc là mẹ không có thương con, mẹ chỉ thương em. Và hiện tại bây giờ thì con em nó cũng hiểu được, và nó không có biết là em, hai em bị bệnh nặng như vậy. Và nó cứ nghĩ là hai em là sẽ khỏi. Thì em cũng rất là buồn, bởi vì cái tuổi thơ con trôi qua rất là nhanh mà mình không có ở bên cạnh. Đây là lúc mà em có thể nói vài lời với Bảo Nam không? Bảo Nam ơi, mẹ luôn yêu thương con, chứ không phải như con đã nghĩ là mẹ không thương con, mẹ chỉ thương em thôi. Nên là cũng mong con hiểu là và đồng hành cùng mẹ. Bởi vì những cái lúc mà con lấy bỉm cho em, lấy sữa cho em là mẹ biết là con thương em lắm. Nhưng mà con vẫn còn nhỏ, con chưa hiểu được cái bệnh tình của em mình như thế nào. Con hay nói với mẹ là mẹ ơi, sao lúc nào mẹ cũng lo cho em mà không lo cho con. Vì hai em nhà mình thì không có phải là khỏe mạnh, không có biết tự ăn, không có biết chăm sóc bản thân. Mọi thứ là phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Và mong con lớn lên là con yêu thương em, luôn đồng hành với ba mẹ chăm sóc cho hai em nhà mình khôi nguyên, lúc nào cũng thương anh Bảo Nam. Và mong lần rằng Bảo Nam cũng vẫn thương yêu khôi nguyên như bây giờ và mai sau. Thực ra cô cũng không có cái cơ hội để được nhìn thấy tận mắt cái cuộc sống của Bảo Nam, của ba mẹ và của hai em. Cũng sẽ rất là khó để cho con hình dung là ba mẹ đã thương con như thế nào. Nhưng con cứ nhìn cái cách ba mẹ chăm hai em để con hiểu rằng là cái tình cảm mà ba mẹ dành cho hai em theo con nó lớn như thế nào. Thì ba mẹ cũng dành cho con cái tình cảm nó lớn y chang như vậy đó. Và tại sao mẹ không ở gần con? Bởi vì mẹ thương con. Nên mẹ muốn cái người chăm sóc con tại thời điểm đó thay mẹ là cái người sẽ dành những cái điều tốt nhất, có cái sự tập trung nhiều hơn mẹ, để có thể giúp cho con có bữa ăn giấc ngủ nó tốt hơn. Bởi vì bản thân mẹ lúc đó cũng không làm được cái việc đó tốt bằng cô của con. Trong cái việc mà mẹ chăm sóc cho hai em á, nó còn bao gồm cái chuyện là vì Bảo Nam mà mẹ làm điều đó. Cô hy vọng là con sẽ hiểu cái điều đó. Ba mẹ chưa bao giờ bỏ rơi con, mà chỉ là chọn một cái cách tốt nhất để cho con được hưởng thụ thôi. Em cảm ơn chị Tô Nha. Bởi vì em tin chắc là Bảo Nam nghe những lời nói của chị là Bảo Nam sẽ hiểu là ba mẹ thương con đến chừng nào. Và hiện tại Bảo Nam đang ở với em. Thì em cũng mong muốn là cái thời gian mà em chăm sóc rồi em nói chuyện với Bảo Nam nhiều là Bảo Nam cũng hiểu được là ba mẹ thương con đến nhường nào. Cảm ơn em một lần nữa vì câu chuyện của mình, và hy vọng rằng là cái số phát sóng ngày hôm nay có thể chữa lành được rất là nhiều những cái tâm hồn mà đang xáo trộn, không có định hướng, không biết mình phải làm gì, không biết mình phải đi đâu. Thì hôm nay các bạn hãy nhìn cái nghị lực của người mẹ này mà các bạn chắc chắn Lan tin rằng các bạn sẽ có hướng đi cho mình. Yeah, em tên là Phương Thảo, 29 tuổi. Và hiện tại thì em đang có một bé gái được 15 tháng tuổi. À, 15 tháng tuổi thì câu chuyện nó cũng không quá mới. Cho nên chắc chắn là sẽ nhớ rất rõ đúng không? Dạ đúng rồi. Không, mà em hỏi con này hơi thừa nha. Giờ cho dù 20 năm, 30 năm rồi vẫn nhớ. Đúng rồi. Thực ra những cái dấu ấn về cái việc làm mẹ nó có nhiều lý do để chúng ta không thể nào quên được. Dạ. Như vậy thì bây giờ 15 tháng tuổi và hành trình của Chat với mẹ bỉm sữa sẽ luôn luôn bắt đầu bằng câu hỏi là cái thời khắc mà chúng ta đón nhận thông tin mà con đến với mình nó đã diễn ra như thế nào. Như vậy thì Thảo, em phải lùi lại 15 cộng thêm 9 nữa là khoảng 2 năm trước, đúng không? Dạ. Rồi, thế thì câu chuyện nó diễn ra như thế nào? Ở cái thời khắc mà mình biết được rằng là con đến với mình.
Trước khi em kể là chị xin phép rót nước mời em. Trời ơi mọi người, con em tôi xinh đẹp. Nói lớn tí nha. Dạ. U là trời ơi, tội con bé. Tiền thưởng bên đây đủ mua tivi luôn hả? Trời ơi. Rồi, đem qua luôn nha. Đem qua luôn nha. Chị có cần chào lại không chị? Không, được rồi cưng. Được, chị có đạn này thôi. Cái này giống nước đậu biếc quá vậy. Cà ông giặt. Ba tưởng là tụi bay cho uống mồng tươi không đó. Không, nước khoai mỡ. Khoai mỡ. Khoai mỡ ép. Dạ. Rồi 3, 2, 1 đi. Đấy thưa quý vị, con em tôi đẹp lên mỗi ngày nhưng cái nết quên mời nước là một cái nết rất ổn định. Lan ơi, em mời chị nước hoa đậu biếc đó, chị uống cho nó mát người, thanh lọc cơ thể. Chị nghĩ là cái bình nước á nên gắn thêm cái chuông nữa. Em quên là nó rén lên. Em rất là mong là bình nước lần sau mình sẽ bỏ đây nè để cho em nhớ. Em uống đi em. Lý do mời nước là tại vì câu chuyện sẽ rất là dài và em sẽ tốn rất là nhiều sức. Rồi. Cảm ơn chị. Sau khi nhấp một ngụm nước thì xin mời Thảo hãy để ký ức của mình trôi về 2 năm trước. Bắt đầu. Dạ thì lúc đó là một buổi sáng khi mà em lần đó em nhớ là em đã bị trễ kinh tầm khoảng 4 ngày. Thì lúc đó em hơi lo sợ tại vì trước khi mà em có bé này á thì em có mang thai một bé nữa. Nhưng mà cái thai kỳ đầu tiên của em á thì nó không có được may mắn lắm, là em phải dừng lại cái thai kỳ lúc đó khoảng 24-25 tuần. Là cũng to lắm mấy tháng. Dạ, là cũng tầm khoảng 5-6 tháng. Lý do cơ? Là tại vì lúc đó thì em sau tầm khoảng 1-2 ngày em không thấy bé nó hoạt động với nó đạp trong bụng em á. Thì em có nói với chồng em, thì chồng em cũng an ủi em là chắc là con nó đang ngủ hay gì đó thôi. Nhưng mà lúc đó thì em có một cái linh cảm về một cái chuyện không tốt. Thì hai vợ chồng em mới đi khám. Đi khám thử thì trong phòng khám lúc đó, sau khi bác sĩ thăm khám hỏi han một số câu hỏi á, thì bác kết luận là Thảo ơi, con em nó mất rồi. Tức là thai đã lưu. Dạ đúng rồi chị, bác nói là thai lưu rồi. Thì lúc đó em cũng hỏi bác là cái câu hỏi bộc phát đầu tiên là tại sao. Dạ tại sao lại như vậy, em đã làm gì? Thì bác cũng nói là thì bây giờ bác cũng không có biết được là lý do tại sao hết. Tại vì em bé ở trong bụng thì nó có những cái biến đổi gì đó mà có thể là nằm khỏi cái tầm kiểm soát của mình. Thì lúc đó em chết lặng luôn, em không biết phải nói gì. Và em cũng không biết là những cái suy nghĩ gì nó đang chạy trong đầu mình nữa. Em bàng hoàng, em đi ra ngoài thì em nói với chồng em. Thì chồng em bảo là ảnh không có chấp nhận cái kết quả đó. Bây giờ hai vợ chồng sẽ đi khám tiếp ở một bệnh viện khác nữa. Thì còn một cái tia hy vọng nhỏ nhoi thì mình vẫn nên tiếp tục hy vọng. Thì nhưng mà đi tới một bệnh viện khác trong đêm đó luôn, thì hai vợ chồng em lại phải đón nhận cái kết quả mình không muốn nghe đó một lần nữa. Dạ thì đêm đó em về thì kiểu như là em không giải tỏa được cái sự mất mát, cái sự đau đớn của em ngay lúc đó. Em cảm thấy em sợ cái sự bình tĩnh của mình ngay lúc đó luôn á chị. Em không khóc được, em không la hét được. Em chỉ biết là em hình dung được chuyện gì nó sẽ xảy ra vào ngày mai khi em nhập viện. Cho nên là lúc đó em chỉ ôm con em trong bụng rồi em vỗ về. Tại vì em biết là hai mẹ con thì sắp phải xa nhau rồi. Cho nên là nó đau đớn lắm nhưng mà kiểu sao lúc đó không gian nó tĩnh mịch và em bình tĩnh tới mức mà em sợ cái sự bình tĩnh đó của em luôn. Em không thể phát điên được, em không thể khóc được. Thì ngày hôm sau hai vợ chồng em nhập viện. Thì khi mà nhập viện thì lúc đó cái cảm giác đau đớn nó mới đến. Tại vì khi mà vào bệnh viện thì em biết là em phải sắp xa con em rồi. Dạ. Lúc mà đứng điền hồ sơ nhập viện thì bắt đầu nước mắt em nó rớt xuống vậy. Thì mấy tại vì nhìn xung quanh có rất nhiều mẹ bầu, có rất nhiều em bé. Thì lúc đó em cảm giác là tại sao mình lại không mình may mắn, bất hạnh. Mình bất hạnh như vậy. Đó là em bé đầu lòng của mình nữa. Thì sau đó thì em nhập viện nhưng mà em cũng hình dung được là chuyện gì nó sẽ đến với em. Tại vì em cũng có tham khảo thông tin này kia ở trên mạng rồi. Thì lúc đó bác sĩ kết luận em là em bị nhau tiền đạo trung tâm.
Và để đưa em bé này ra được thì chỉ có cách là mổ thôi. Trời ơi. Chứ, mổ mất con. Dạ, chứ không thể nào mà sinh thường được. Thì lúc đó em với chồng em thì trước đó anh vẫn luôn an ủi em là không sao đâu, hai vợ chồng còn trẻ. Thì tầm khoảng vài tháng nữa mình có thể có em bé lại. Nhưng mà khi mà em nghe cái tin bác sĩ nói như vậy á thì em sụp đổ hoàn toàn luôn. Lúc đó là chồng em có nghe cùng với em không? Hay là lúc đó mình đã một mình trong phòng mổ rồi? Dạ không, trước đó thì bác sĩ có đến hội chẩn thì có chồng em ở đó luôn. Thì bác sĩ cũng giải thích với chồng em là như vậy đó. Thì hai vợ chồng em sững sờ, kiểu ảnh thì ảnh là một người rất là khao khát có con và có nhiều con, và em cũng vậy. Thì em nghĩ là cái khoảng thời gian mà để chờ đợi một em bé khác thì em không biết là nó có khả năng được hay không nữa. Cho nên lúc đó em kiểu như em mất tất cả. Thì cái ca mổ thì nó cũng diễn ra, nhưng mà bác sĩ bảo là trước khi mổ thì cũng sẽ có một cái số giấy tờ cam kết là ca mổ rất là nguy hiểm, em có thể mất máu, có thể bị rối loạn đông máu, có những cái nguy cơ nó xung quanh ca mổ mà có thể nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Thì nếu như bác sĩ không cầm máu được thì có khả năng là phải cắt bỏ luôn tử cung của em. Thì em nghe tới đó thì em rất là sợ. Em sợ là nếu như phải tới mức như vậy á thì có khả năng nữa là em sẽ không có con được nữa. Em sợ lắm, em sợ cái việc là phải cắt bỏ đi tử cung. Cái đó là cái nỗi sợ lớn nhất của em. Khi mà bác sĩ nói như vậy thì em nghĩ là thôi, nếu như mà phải cắt bỏ luôn tử cung đó thì em thì thôi em cứ đi theo con em luôn đi. Tại vì cứ sống làm gì mà nếu như mà không sinh được con cho hai vợ chồng. Em sợ lắm, mà sau đó thì em không có dám nói cái nỗi sợ lớn nhất của em cho chồng em và mẹ em biết. Em cứ giữ trong lòng vậy á. Thì những ngày ở trong bệnh viện chờ tới cái ca mổ thì em vẫn không có khóc đâu. Em không biết sao mà em không khóc được luôn á chị. Chị hiểu cảm giác đó của em. Nó có lý do mà. Dạ. Thực ra thì khi mà chúng ta gặp một cái sang chấn thì mỗi người sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Và thực ra cái việc mà chúng ta không la hét, chúng ta không khóc lóc, chúng ta không bi lụy, không có nghĩa là chúng ta lì, hay không có nghĩa là chúng ta mạnh mẽ. Thực ra trước giờ là chúng ta hiểu rất sai về cái phản ứng này. Chúng ta cho rằng những cái người mà đón nhận một cái tin không vui mà họ cứ trơ trơ ra, tức là cái sức chịu đựng của mấy đứa này nó giỏi lắm, không có sao đâu. Không, thực ra nó chỉ là một kiểu phản ứng thôi. Và não bộ của em nó có thể đưa ra nhiều kiểu phản ứng. Có nhiều người thì ngay lập tức là có những cái hành động mang tính thể lý, mang tính vận động để gào khóc lăn lóc rồi gào thét các kiểu. Nhưng cũng có những cái phản ứng theo kiểu đóng băng, và khi họ block down toàn bộ cơ thể của họ thì họ đứng, họ nhìn hoặc là họ đón nhận cái chuyện đó. Nhưng mà người ngoài thì họ cho rằng mấy cái đứa này chắc không sao đâu. Thực ra mình rất là muốn mọi người hiểu rằng là có sao đó, nhiều sao lắm. Nhiều hơn. Thậm chí em thấy là với những cái tâm lý của Như Thảo á, thì nó lại nặng nề hơn là cái người ta có thể khóc được. Dạ, tại vì em không giải tỏa được. Đúng rồi. Dạ, và lúc đó thì chắc sẽ không ai hiểu được cái cảm giác mất mát và đau đớn của em như thế nào. Chị hiểu được cái cảm giác đó của em. Và nói chung với một cái tâm lý như vậy thì nó rất là khó để mà em có thể chấp nhận được. Và rất khó để em vượt qua. Nhưng mà rồi thì chuyện gì tới nó cũng phải tới. Rồi thì cũng phải mổ để lấy con. Dạ đúng rồi. Thì cũng may mắn là sau ca mổ đó em tỉnh dậy và em biết là mình còn sống. Nhưng mà cái câu hỏi là vậy thì em có còn khả năng mang thai và sinh con được nữa hay không? Thì trong suốt những ngày bệnh viện em không dám hỏi ai hết. Em không dám hỏi mẹ em, cũng không dám hỏi chồng em. Vì em sợ nghe kết quả. Và đúng rồi chị, em sợ. Em sợ nghe cái kết quả như vậy thì em sẽ không có chịu nổi. Thì mãi hôm tới mà cái ngày xuất viện á, em tự cầm cái tờ giấy và cái bệnh án của em đọc á, thì em mới có câu trả lời. Lúc đó là em mới yên tâm. Thì ở trong bệnh viện thì chồng em cứ bảo là hay là thôi đi về đi, chứ ở trong này xung quanh toàn là tiếng em bé khóc, và xung quanh mình toàn là những bà mẹ nữa. Thì anh sợ em sẽ bị tâm lý nó càng đi xuống nữa, cho nên anh bảo thôi hay là đi về. Thì bác sĩ bảo là không, mổ thì phải ở lại theo dõi thêm, đủ ngày thì ổn thì bác sĩ mới cho về. Thì trước khi về thì bác sĩ có dặn là tại vì mổ cho nên là 2 năm sau mới được có em bé lại nha. Vậy thì cái thời khắc mà mình đón nhận em bé kế tiếp đó thì nó có cách đúng 2 năm không? Dạ không chị, tại vì em cũng sợ, em muốn là em phải chuẩn bị thật là kỹ càng cho em bé thứ hai.
Nhưng mà trước đó thì em phải vực dậy tâm lý của em cái đã. Cho nên em có những cái kế hoạch, em muốn đi học, em muốn đi làm nhiều thứ lắm. Thì em còn có một cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho hai vợ chồng nữa. Thì lúc đó thì hai vợ chồng em chưa kịp làm gì hết. Thì em đã đón tin là có em bé thứ hai. Em mổ xong có một tháng để hồi phục sức khỏe là tầm tháng 11. Thì sau đó tầm khoảng tháng 2, giữa tháng 2 thôi chị, là em biết tin là em có bầu. Nghĩa là tầm khoảng 3-4 tháng. Nguy hiểm lắm. Thực ra thì với nhiều hành trình chúng ta luôn có cái câu hỏi đầu tiên là nhận cái tin mà em bé đến với mình như thế nào, như một cái kiểu bắt đầu. Nhưng thực ra có những cái câu chuyện trong cuộc sống nó không phải là sự bắt đầu mà nó là sự tiếp nối. Và không phải lúc nào chúng ta nhận cũng trong một cái tâm thế chờ đón và vui vẻ. Mà giống như câu chuyện ngày hôm nay thì nó đang có một cái nỗi sợ hãi tràn ngập, bởi vì chúng ta chưa bước ra khỏi cái nỗi đau trước đó và chưa thực sự yên tâm. Vậy thì sao? Vậy thì khi mà mình thấy cái mình thấy trễ kinh là mình bắt đầu lo. Em lo. Và mình quyết định đi thử que thì que nó lên hai vạch. Nó lên hai vạch. Lúc đó em làm gì với cái que đó và nói như thế nào với chồng em? Hai vợ chồng em vừa mừng vừa sợ. Khi mà em thử lên hai vạch rồi á, tự nhiên nước mắt em nó chảy ra. Tại vì em mừng, em hạnh phúc, tại vì em có con lại rồi. Nhưng mà em tự nhiên một cái cảm giác sợ hãi nó ập tới, sau đó là mình chưa kịp làm gì hết. Mình chưa có kịp chuẩn bị về sức khỏe gì hết thì không biết là em bé này như thế nào có ở lại nữa hay tới lại với mình hay không. Thì hai vợ chồng em đi đến bệnh viện liền luôn. Dạ, để kiểm tra xem là có đúng là có em bé hay không. Thì em tới bệnh viện thì bác sĩ bảo là chỉ mới thấy cái sự hình thành trong tử cung làm tổ thôi, chứ chưa có thấy cái rõ ràng là cái phôi thai. Nhưng mà khi thử máu cái nồng độ BCG gì đó chị, nó rất BCR là thử COVID, BCG là xét nghiệm COVID cho em. Mình bớt ám ảnh lại em. Bác sĩ xét nghiệm cái nồng độ gì trong máu của em, xem thử là cái hormone khi mà mẹ đang mang thai nó có hay không chị. Nó rất là cao, nhưng mà tại sao vẫn chưa thấy phôi thai nào ở trong tử cung. Lại lo lắng. Lại lo, bác nói với em là có nguy cơ thai ngoài tử cung nha. Trời ơi. Nhưng mà nếu như lần này mà có em bé thiệt á, thì em có giữ hay không? Thì em bảo dạ em giữ chứ. Khả năng thai ngoài tử cung cao chứ em. Dạ. Bởi vì mình vừa mới phẫu thuật cách đó mấy tháng thôi, và cái phẫu thuật đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến đến tử cung mà. Dạ. Cho nên là cái gọi là cái cơ chế hoạt động có thể nó cũng chưa hồi phục từ bên trong. Nói chung là có rất là nhiều có nguy cơ tiềm ẩn sau đó. Dạ. Mà em rất là lo con mình nó gặp phải và bản thân em cũng gặp phải nữa. Dạ. Cho nên là nguy hiểm ha. Thì trong vòng mấy tháng thôi mà đón nhận rất là nhiều cái câu nói, rất là nhiều cái thông tin mà làm cho mình hoang mang. Dạ, thì lúc đó bác sĩ hỏi là, bác sĩ cũng giải thích những cái nguy cơ cho em như vậy đó. Thì bác sĩ vẽ hình cái tử cung của em thì là, lần trước tại vì em mổ em bé mới 24-25 tuần, thì cái vết mổ của em nó còn rất là cao. Nếu như đối với những mẹ mà đủ tháng thì vết mổ nó thấp ở dưới. Thì bây giờ nếu như mà em giữ em bé thì cái khả năng mà em bé bám vào cái vết mổ cũ nó rất là lớn. Nó sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng cho em và không giữ được em bé nữa. Thì em có muốn giữ con hay không? Thì em nói dạ em muốn giữ chứ. Em nghĩ là về mặt y khoa thì bác sĩ phải giải thích cho em như vậy. Đúng. Nhưng mà tự nhiên bác sĩ lại bảo là em đi về em theo dõi đi, xem thử là nếu như mà có đau bụng gì đó thì phải nhập viện liền để theo dõi là thai ngoài tử cung. Còn nếu như không thì tầm khoảng vài ngày sau bác cho cái hẹn thì vào bác sẽ làm cái thủ thuật đưa bé ra ngoài cho em. Thì lúc đó em giận bác sĩ luôn chị. Đúng rồi, giận chứ. Biết là chuyên môn thì đúng rồi, nhưng mà không thiệt mình, bởi vì trong những trường hợp này mình thương cả hai bên. Mình thương cả bác sĩ không thể làm sai được. Cái sức khỏe của con người mà mình đã nguyện đi theo y học để mình chăm sóc các bà bầu thì phải trung thực. Còn các bà bầu thì con được có sống chết gì cũng phải giữ. Trời, cái tình mẹ dành cho con nó mênh mông biển trời. Bởi vậy trong những cái tin này thật ra đúng là tội cả hai bên, không biết nói làm sao cho vừa lòng. Rồi giận bao lâu hết? Em giận bác sĩ em đi về, em đi tìm bác sĩ khác chị. Giận luôn đi qua bác sĩ khác. Em đi tìm tới hai bác sĩ nữa, tại vì em muốn tìm bác sĩ nào đó cho em cái câu trả lời mà em muốn nghe. Hạp ý. Giống như là muốn nghe người ta khuyên, nhưng mà người ta phải khuyên theo ý của mình á. Chứ còn mà khuyên khác ý mình là mình cảm thấy là chỗ khuyên tầm bậy tầm bạ. Rồi sao, rồi tìm được không? Dạ thì em phải tìm tới bác sĩ thứ tư. Là em phải đi tới bác sĩ thứ tư thì bác hiểu rõ cái tình trạng của em và bác chỉ bảo là được rồi, bác sẽ giữ cho con, bác sẽ dưỡng cho con. Thì trước đó cái bác sĩ thứ ba mà em gặp á, thì bác sĩ cũng giải thích cho hai vợ chồng em là tình trạng như vậy đó và có những cái nguy cơ
trong suốt cái thai kỳ thì bác sĩ sẽ không có thể nào cam kết được là sẽ bảo vệ được mẹ và con cho đến cuối thai kỳ. Nếu như mà muốn giữ thì bác sĩ vẫn giữ, nhưng mà có nguy cơ gì thì đó hai vợ chồng em phải chịu trách nhiệm. Thì lúc đó thì cái thai được 5 tuần. Thì khi mà siêu âm, bác sĩ bảo là 5 tuần thai và có cái tim thai rồi. Thì em nhìn cái tim thai nó đập rất là mạnh. Thì mới có 5 tuần mà có tim thai rồi. Trong lúc em còn đang rất là bối rối, chưa biết là mình nên làm thế nào cho đúng, thì đã có tim thai rồi chị. Thì bây giờ em phải làm gì nữa bây giờ? Thì em nói với chồng em là thôi, em đã mổ một lần rồi, em đã coi như là kề cận cái việc sống chết một lần rồi, bây giờ em không sợ gì nữa, em sẽ giữ em bé này. Thì chồng em bảo là giữ hay không là quyền của em, tại vì đó là cơ thể của em, ảnh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà nếu em giữ thì hai vợ chồng mình cùng cố gắng. Và sau đó thì may mắn là em được giới thiệu một bác sĩ thứ tư. Thì em gặp bác thì em nói, à đây đúng là bác sĩ của mình rồi. Bác sĩ nói những điều mình muốn nghe đó. Tại vì đối với những người như em thì cái tâm lý nó rất là quan trọng. Nhưng mà cái mà bác sĩ cho em được là cái sự an tâm. Em chưa còn biết là cái việc sức khỏe, cái việc về y khoa nó sẽ như thế nào. Nhưng mà em cảm thấy em yên tâm, bác sĩ cho em thêm cái niềm tin là em có thể giữ em bé này được. Rồi. Thực sự bác sĩ nha, chương trình nó có thời lượng nhưng mà thiệt có nhiều nỗi lòng của bác sĩ các bạn biết không? Thứ nhất là áp lực lắm. Thực ra ngành y tế của Việt Nam các bác sĩ phải làm việc với cường độ rất lớn, cho nên không có cái chuyện mà ngồi mà thôi thôi vuốt ve vài câu giống như phim ngôn tình mà mình coi. Tại vì cái quá tải của công việc nó không cho phép họ phải dừng lại quá lâu. Họ hiểu chứ. Và cái thứ hai thì nó cũng liên quan đến cái đặc tính nghề nghiệp á. Đôi khi một là họ phải nói rõ ràng, và cái thứ hai là như vậy nè. Cái này thì chúng ta có một nỗi đau thôi, nhưng mà bác sĩ một ngày á, họ chứng kiến mấy chục nỗi đau. Đúng rồi. Và có những cái nỗi đau á mà mình không hình dung ra được. Cho nên họ, không phải họ chai sạn, nhưng mà họ trả mọi câu chuyện về đúng cái chỗ lý tính của nó. Câu chuyện nó 1 cộng 1 bằng 2. Tôi nói cho bạn nghe 1 cộng 1 bằng 2. Rồi bạn xài 1 rưỡi hay bạn xài 2 mấy đó thì cái chuyện đó tôi tính sau. Thành ra là đúng là bệnh nhân hờn bác sĩ ở Việt Nam nhiều lắm chứ không phải là không. Dạ, đúng rồi đó chị. Tại vì lúc mà em đứng em điền hồ sơ nhập viện á, tự nhiên đứng, em khóc ướt tờ giấy luôn. Thì bác sĩ bảo có chị gì đâu mà phải khóc. Đúng rồi. Chứ. Có gì đâu khóc. Có gì đâu khóc. Cũng... Rồi xong. Tại vì lúc đó bác sĩ vỗ vai mình ha, ôm ôm mình cái cũng đỡ đi. Nhưng mà nó khổ lắm. Có gì đâu khóc. Thì em cũng nghĩ là chắc là chuyện này chuyện xảy ra hàng ngày ở đây rồi. Cho nên đối với các bác sĩ thì chuyện đó cũng không phải là cái gì quá lớn lao nữa. Không nói lớn nhưng mà họ không được rảnh để không có rảnh ôm em. Chứ nó lớn chứ họ không chai sạn nên vậy đâu, mình vẫn tin cái y bác sĩ. Trời ơi, là mấy cái phim em đóng là không có thực tế hết. Mỗi lần em nhận một cái hung tin nào đó bác sĩ ăn ủi dữ lắm. Phim ảnh có quyền chuyển tải ước mong của chúng ta, cho nên không sao hết, em đúng hết. Rồi như vậy thì đi tiếp thôi. Bây giờ ủa ai biết được ra sao ngày sau. Đúng rồi. Nhưng mà tim thai có rồi, con ở đây rồi thì thôi mình cứ đi tiếp. Thế thì trong cái quá trình mà dưỡng đó thì những cái gọi là những cái trắc trở và những cái sự lo lắng của em đó, nó có thường kỳ trong suốt những cái tháng mà mình dưỡng thai không? Dạ, tại vì khi mà lúc mới bắt đầu á thì cái hành trình nó còn dài quá, cho nên cái khoảng thời gian đầu em rất là lo sợ. Tại vì bây giờ em bé đã trong bụng rồi, mình quyết định giữ rồi thì mình chỉ có theo dõi thôi, chứ mà có những cái bất kỳ những cái nguy cơ gì nữa thì mình sẽ không can thiệp được gì hết. Tại vì mình đã quyết định như vậy rồi. Và những tháng đầu em khóc hoài luôn chị. Tại vì em sợ lắm, em sợ là sẽ không biết như thế nào, sẽ đi được tới đâu. Thì khi mà gặp bác sĩ này á thì em có làm rất là nhiều cái xét nghiệm để bác sĩ đánh giá tình hình hai mẹ con như thế nào. Thì khi mà có cái kết quả xét nghiệm ra thì xung quanh nó có rất là nhiều nguy cơ, nhưng mà bác sĩ giấu, bác sĩ không có nói, mãi sau này em mới biết thôi. Nhưng mà lúc đó bác sĩ sẽ không nói, bác sĩ sẽ âm thầm điều trị cho em. Nhưng mà có một cái nguy cơ lớn nhất bác phải nói, đó là bác nói là trong máu của em có một cái con virus gọi là B19. Thì bác giải thích cho em như thế nào về B19? Dạ, bác giải thích là cái con virus này thường là nó sẽ thường gặp ở các bạn nhỏ. Nó sẽ gây sốt, phát ban ở trên người, trên má. Đối với người lớn như mình đó chị, cũng có, nhưng mà sẽ không sao. Nhưng mà đối với những bà mẹ mang thai nó rất là nguy hiểm. Tại vì nó sẽ âm thầm tấn công vào nhau thai, vào em bé. Và nó làm suy thai, nó lấy hết chất dinh dưỡng gì đó chị, nó làm thiếu máu vào thai luôn. Thì bác sĩ bảo là cái này không có thuốc trị được, và bác cũng sẽ không can thiệp được gì hết. Mình chỉ có thể theo dõi qua mỗi lần khám thai là những cái chỉ số nó như thế nào thôi, nó có còn nằm trong cái khoảng an toàn không hay thôi.
thì bác bảo là bác phải nói với con. Thì cũng giống như là ở trong nhà mình có ăn trộm vậy đó, nhưng mà mình sẽ không biết khi nào họ sẽ trộm đồ của mình. Mình chỉ biết để mình đề phòng như vậy thôi. Thì em rất là sợ. Em sợ là em hỏi bác là ủa vậy khi nào mà ví dụ như cái con virus đó nó tấn công vào em bé đi thì nó có thể hiện gì ra trên mẹ hay không? Thì bác bảo là không, nó cứ âm thầm ở trong người vậy đó. Thì em người ta ăn trộm mà, người ta ăn trộm người ta đâu có ê lan trộm đồ nha, đâu có đâu. Mất xong mới biết. Đúng rồi, tội nghiệp bạn này quá vậy ta. Tự nhiên ở trong một cái trạng thái rất là bất an mà không có tầm soát được cái gì. Ví dụ như những cái biến chứng thai kỳ chúng ta nghe rất nhiều. Các mẹ bỉm sữa đọc sách báo, đọc những cái kiến thức, các mẹ sẽ biết rằng à những cái cơn gò nè, rồi mình bị đau bụng nè, rồi thậm chí là những cái cơn buồn nôn bất thường, còn biết được để ngay lập tức là bác sĩ ơi em bị và đi khám. Còn đằng này không biết gì hết. Dạ, rồi khi biết. Nào mà đi khám thì thấy cái gì thì biết cái đó. Dạ, thôi. Đúng rồi. Bất an chứ. Dạ. Cộng thêm cái nỗi ám ảnh cũ nữa.